có da có thịt hơn qua ống kính camera thường. Mới đây, Hương Giang gây chú ý khi có màn tái xuất tại một sự kiện. Cô chọn đầm dạ hội màu tím siêu nổi bật, kiểu dáng khoe trọn tấm lưng trần sexy và nhanh chóng lọt vào ống kính hung thần camera thường. Hương Giang gây chú ý nhờ phản lưng trắng muốt từ khi bước vào sự kiện, diện trang phục sáng màu và hở bạo. Nhiều người nhận xét người đẹp chuyển giới có da có thịt hơn hẳn trước đây. Nàng Ngậu trông đầy đặn, tăng cân hơn sau chuyến công tác nước ngoài vừa qua. Ở những góc nghiêng hay khi cúi xuống, cô để lộ ngấn mỡ ở hai bên nách. Đặc biệt là vì góc chụp nghiêng tố nọng cằm người đẹp. Vì khuyết điểm này mà góc nghiêng 90 độ của Hương Giang khó có thể thần thánh. Ở góc chụp thẳng thì người đẹp trông cũng vai u thịt bắp hơn hẳn. Tuy vậy thì nhan sắc và vai rùa của mỹ nhân chuyển giới vẫn vô cùng cuốn hút. Sở hữu làn da trắng và thần thái của một hoa hậu chuyển giới, Hương Giang có thừa sự tự tin khi diện những thiết kế tím lịm tìm sim. Đây cũng là màu sắc rất được Hương Giang ưa chuộng trong những lần xuất hiện trước đây, dù khá kén người mặc. Sắc tím dễ khiến chủ nhân trở nên sến sẩm, già hơn so với tuổi thực. Hương Giang mê mẩn trang phục màu tím bất kể đi dự sự kiện hay chỉ đơn thuần là đi chơi, đi làm, đi dạo phố. Và phía Matt Liu thì hậu chia tay mới đây, nam CEO đã chia sẻ hình ảnh chiếc xế hộp sang chảnh múi tậu của mình. Sau khi chia tay hoa hậu Hương Giang, nam doanh nhân tập trung vào việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống cá nhân. Matt Liu cũng thường xuyên tụ họp bạn bè tại những địa điểm sang chảnh. Sau khi chia tay thì Matt Liu vẫn giữ trạng thái chỉ theo dõi một mình Hương Giang trên trang cá nhân. Nam doanh nhân vẫn lưu giữ những hình ảnh của cả hai thời còn mặn nồng, xem như một kỷ niệm đẹp. Sau chia tay thì Hương Giang và Matt Liu vẫn giữ sự tôn trọng, làm bạn. Hành động văn minh chia tay trong hòa bình của cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Trong cuộc sống thì chúng ta sẽ không tránh khỏi việc kết thúc một mối quan hệ. Tuy nhiên thì dù có vì lý do gì, bản thân vẫn sẽ hành xử văn minh, tôn trọng đối phương. Điều này cũng phần nào thể hiện đạo đức và tính cách con người.